Quý vị đang theo dõi kênh YouTube MC Khánh Linh USA. Khánh Linh hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia của Mỹ. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyện Gì Hot với phương châm giúp đỡ cộng đồng và nói không với fake news và COVID. Còn chần chừ gì nữa nào? Hãy cùng đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để quý vị sẽ là những người đầu tiên theo dõi những tin tức cập nhật mới nhé. Khánh Linh xin chúc quý vị một ngày mới an lành. Thưa quý vị, ngày hôm nay Khánh Linh chia sẻ đến quý vị trong video ngày hôm nay về Child Tax Credit. Tại vì cũng có nhiều anh chị, đặc biệt là những người làm cha làm mẹ đó, thì cũng đang mong ngóng cái số tiền này cho những đứa con của mình. Thì như có hứa hẹn là trong cái gói cứu trợ đó quý vị, thì sẽ dành một cái phần gọi là Child Tax Credit lên tới 3.000 rồi 3.600 này nọ đó không thưa quý vị. Nhưng mà trước tiên khi mà nói về cái vấn đề Child Tax Credit thì cái Linh xin nhắc nhở quý vị nhé, ngày 17 tới tháng 5 là ngày hết hạn để mà đi khai thuế cho thuế của năm 2020. Cho nên nếu chúng ta chưa có đi khai thuế thì chúng ta mau khai thuế nha quý vị nhé. Và cái ngày này cũng là deadline cho khai thuế và trả tiền nợ thuế nếu chúng ta nợ thuế của chính phủ cái Tax Year 2020 này. Thì chúng ta cũng phải trả ngay ngày đó luôn. Đừng có đợi tới cái buổi sáng đi khai rồi là rút tiền luôn lúc đó thì nhiều khi không có kịp. Nhiều khi mình chuyển tiền vô nhà bank của mình không kịp lại là trễ rồi sẽ bị phạt nha quý vị nhé. Và tại sao Khánh Linh lại nhắc nhở cái điều này? Tại vì thưa quý vị, nếu ai không khai thuế năm nay mà chúng ta có con và chúng ta đủ điều kiện để mà được nhận cái tiền Child Tax Credit cho những đứa con của mình mà không khai thuế thì không thể nào chúng ta lấy được cái tiền Child Tax Credit này. Cho nên bên sở thuế đó họ có khuyến khích là chúng ta phải đi khai thuế và cái ngày 17 tháng 5 là ngày hạn cuối để mà có được cái tiền Child Tax Credit, vì họ dựa trên cái thuế của cái năm 2020 để người ta coi là bạn có bao nhiêu đứa con và bao nhiêu tuổi thì người ta mới bắt đầu, người ta mới cho tiền ra vào tháng 7 này. Thưa quý vị, tuy rằng là cái thuế của năm nay nó bị delay một tháng đúng không? Thường là 15 tháng 4 mà delay tới 17 tháng 5 thì mới đầu nhiều người nghĩ là mới đầu người ta nói là tháng 7 bắt đầu gửi tiền Child Tax Credit ra. Rồi không biết bị delay một tháng như vậy rồi cái tiền có bị delay hay không. Xin thưa, tiền gửi sẽ không bị delay, vẫn là tháng 7 họ sẽ gửi ra. Mà họ chưa có nói là đầu tháng hay là cuối tháng, mà thường thì chắc họ gửi đầu tháng đó quý vị ơi. Vì ông Charles Rettich của bên sở thuế, ông đó là commissioner của sở thuế, là người lớn của sở thuế đó. Thì ông có nói rồi tháng 7 sẽ là tháng mà bên sở thuế sẽ gửi ra cái tiền Child Tax Credit. Và họ sẽ gửi hàng tháng như vậy cho đến hết tháng 12 của năm 2021. Thì nhắc đến đây thì Khánh Linh cũng xin nói sơ lại chút xíu về cái tiền Child Tax Credit, về cái điều kiện như thế nào và nhận như thế nào, cách thức nhận như thế nào. Thì dựa trên cái thuế 2020 của mình thì những đứa con mà từ mới sanh cho đến chưa 18 tuổi ha, thì người Mỹ người ta tính cái tuổi như thế nào quý vị? 17 tuổi rưỡi, 17 tuổi 11 tháng vẫn là 17 tuổi chưa 18 tuổi đúng không? Thì người ta chỉ cho chung những bé nào từ 0 tuổi cho đến 17 tuổi và những bé từ 6 tuổi trở xuống. Nói là dưới 6 tuổi cho đúng hơn, là dưới 6 tuổi thì mỗi tháng như vậy sẽ được là $300. Từ 6 tuổi trở lên cho đến 17 tuổi là chưa 18 tuổi thì được $250 một tháng. Thì vị chi là cái bé mà nhỏ hơn 6 tuổi thì như vậy là khoảng 3.600 đúng không? Còn cái đứa trẻ mà trên 6 tuổi thì sẽ nhận khoảng $3.000. Và họ sẽ trả như thế nào? Thì họ nói tháng 7 là họ gửi ra, họ sẽ gửi tháng 7 nè, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12, có nghĩa là 6 tháng tổng cộng. Vậy còn 6 tháng còn lại thì chừng nào tôi mới nhận? Xin thưa quý vị, thì sau cái tháng 12 của 2021 họ sẽ không có gửi tiếp tục cho quý vị nữa, mà họ sẽ đợi khi mà quý vị đi khai thuế cho cái tax year 2021, có nghĩa là tới năm 2022 quý vị mới đi khai thuế cho năm 2021 thì mình mới claim cái phần tiền 6 tháng còn lại mà bên sở thuế thiếu mình vào trong cái hồ sơ thuế của mình, và mình sẽ nhận lại đầy đủ cái phần tiền còn thiếu nha. Thế nên nói ví dụ thì thí dụ như là 3.600 đi, thì người ta gửi trước cho mình 1.800 đúng không quý vị? Thì còn thiếu 1.800 thì khi đi khai thuế đó, trong cái tiền refund đó, mình sẽ có lấy lại hoàn toàn được 1.800 nha quý vị nhé. Đó là tin vui, tại cái này là refundable, là được trả lại hoàn toàn quý vị ơi.
thì mức income của một gia đình như thế nào thì mới được nhận tiền? Khánh Linh xin chia sẻ chi tiết chút xíu dành cho những ai chưa bao giờ nghe qua những cái video kỳ trước của Khánh Linh có nói. Thưa quý vị, thì một gia đình, một hộ gia đình, hai vợ chồng khi khai thuế chung sẽ là 150.000 trở xuống nha. Income phải là 150.000 trở xuống. Còn một người chủ gia đình, head of household là 112.500. Còn một người single thì phải là 75.000 trở xuống thì mới được đầy đủ cái tiền credit như vậy ha. Còn những cái gia đình nào mà income mà thì trên cái mức đó thì người ta sẽ bị trừ tiền. Khánh Linh nói ví dụ nha, cứ mỗi 1.000 hơn cái tiền income mà người ta đưa ra, ví dụ một cặp vợ chồng là 150.000 đúng không, nếu mình là 160.000 cho một hai cặp vợ chồng thì hơn tiếp 10.000, thì cứ mỗi 1.000 hơn như vậy người ta sẽ trừ 50 đồng ra, cứ trừ dần ra. Và Khánh Linh sẽ cho một cái ví dụ cụ thể hơn. Ví dụ một cặp vợ chồng làm lương 200.000 một năm nhưng mà có tới 4 đứa con. Có nghĩa là gia đình này làm hơn 50.000 over, đúng không? Thì mình lấy cái 50.000 này, có nghĩa là 50 lần của 1.000 nhân cho 50 đồng thì vị chi là cái gia đình này sẽ bị trừ 2.500. À, 2.500 ha. Thì nói chung là vẫn có tiền cho những gia đình có income cao. Tại vì những gia đình này cũng có con mà quý vị, thì người ta cũng được hưởng những cái phần này luôn nha quý vị nhé. Nhưng mà trong trường hợp những ai không khai thuế, những ai làm lương quá thấp không có đòi hỏi khai thuế thì phải làm sao? Thưa quý vị, cái điều kiện để mà lãnh cái này không nhất thiết cái người cha, người mẹ hay cái người claim những đứa con này phải employ, phải là có việc làm hay là phải có income đủ để mà khai. Xin thưa không cần thiết quý vị ơi, miễn là chúng ta có con và income chúng ta dưới những cái ngưỡng đó là chúng ta claim được. Nhưng chúng ta phải đi khai thuế năm 2020 để làm gì? Để người ta có đầy đủ hồ sơ của mình. Và dĩ nhiên trong đó thì mình không có nợ thuế gì hết, thì mình chỉ có cái phần tiền child tax credit thôi, đúng không thưa quý vị? Thì người ta sẽ refund mình lại như là một cái tiền mà gọi là tiền refund của mình vậy đó ha. Nhưng mà chắc thời điểm này thì chắc quý vị cũng không có nợ thuế gì đâu, khi mà chúng ta đi khai cho cái 17 tháng 5 này. Nếu mà chúng ta không bao giờ, không năm nào chúng ta đi khai thuế, thì hôm nay chúng ta khai chỉ là để có hồ sơ như vậy thôi, chứ quý vị cũng chẳng có nợ thuế gì đâu, nên quý vị cũng đừng có lo lắng. Có thể là chúng ta phải trả tiền cái phí mà người ta khai thuế cho mình thì thôi. Nhưng mà nếu mà mình là easy, những cái form mà easy quá thì không có nhiêu tiền hết quý vị. Khánh Linh nghĩ cỡ 100 trở xuống thôi. Thì quý vị có thể hỏi những cái người mà làm thuế của mình để tư vấn cho mình thêm quý vị nhé. Nhưng bên sở thuế khuyến khích là phải đi khai thuế thì mới được nhé. Cảm ơn quý vị. Hy vọng rằng video này đã giải thích rõ đến quý vị những gì quý vị cần phải làm để quý vị có thể hưởng được tiền child tax credit cho con của mình nha quý vị. Cảm ơn mọi người thật nhiều. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Khánh Linh và đã theo dõi kênh, like và share comment trong những video. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Video tiếp theo Khánh Linh sẽ hướng dẫn cho quý vị về cái việc mà làm sao để nhận 1.400 đô la nếu mà sở thuế quên mình rồi, quên mình mất tiêu rồi, không có nhận gì hết. Phải làm sao nha quý vị nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.